Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi, rất ít người đang online. Tuy nhiên thì hôm nay Hồng Thái Hoàng có mặt ở đây, đến đây muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện, một sự thắc mắc về một người mà chúng ta vừa mới biết là em Trần Hoàng Cúc vừa bị bắt về Điều 88. Sang ngày thứ 12 em bị giam giữ. Nhưng rất ít người biết em về em Trần Hoàng Phúc, và cũng rất ít người biết về gia đình cũng như em Trần Hoàng Phúc là ai. Hiện tại thì Hồng Thái Hoàng thấy trên mạng xã hội, truyền thông có rất nhiều những cái thông tin sai lệch về em Trần Hoàng Phúc, cũng giống như một bức ảnh bị truyền đi, nó không chính xác. Để biết sự thật về em Trần Hoàng Phúc và biết được lý do vì sao em Trần Hoàng Phúc bị bắt, hôm nay chúng ta ở đây ngồi với gia đình em, cùng hỏi chuyện với cả mẹ, cả bác, những người mà rất yêu thương em, rất lo lắng cho em, và bây giờ rất mong mỏi được gặp em một ngày để biết về cái tình hình sức khỏe của em, và cũng giống như là muốn biết về, muốn hỏi tại sao em Trần Hoàng Phúc lại bị bắt, trong khi đó tất cả những việc em làm rất là hoàn toàn bình thường, không có vi phạm pháp luật. Trước tiên Hồng Thái Hoàng xin nói cho mọi người nghe về em Trần Hoàng Phúc nhé. Em sinh năm 94, học trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em ước mơ của em là sau này trở thành một luật sư, là một người cầm cán cân công lý để đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng với một sinh viên có những cái tư tưởng đổi mới và có những cái khát vọng để có thể xây dựng cũng như phục vụ đất nước này, em đã nỗ lực rất là nhiều để được chọn là một trong 800 bạn trẻ trong nhóm sáng tạo trẻ Đông Nam Á do chính cựu Tổng thống Obama nập lên. Tuy nhiên thì không hiểu vì lý do gì mà cái ngày mà em được đi gặp Tổng thống Obama thì em lại bị chặn không cho đi. Và đến ngày hôm nay, bằng tất cả những cái kiến thức, cái trí tuệ và tấm lòng của mình, những việc em đang đi làm là em chia sẻ cái kiến thức pháp luật mà em được học trên nhà trường với tất cả những bạn trẻ khác, và chia sẻ về quyền con người theo công ước của quốc tế cho những người bạn trẻ mà đang mơ hồ về pháp luật, về cái quyền cơ bản của bản thân mình. Hôm nay để hiểu rõ hơn về em, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với mẹ em nhé. Để trước tiên hiểu em về gia đình, hoàn cảnh xuất thân, học xuất thân của em, và để hiểu hơn cái suy nghĩ cũng như cái con đường đi của em trong suốt quá trình vừa rồi. Đây là mẹ em Trần Hoàng Phúc. Con chào cô. Cô ơi, ở đây cô có thể giới thiệu một chút về mình và về em, trong là con thứ mấy và gia đình mình như thế nào cho mọi người nghe được không ạ? Mình là mẹ của Trần Hoàng Phúc. Thì con mình thì sinh năm 1994. Vâng, có cứ nói đi về cái việc học hành của em và gia đình của mình cho mọi người cùng nghe. Vì bây giờ con có nghe thấy nhiều người đang nói trên mạng là gia đình em là người Trung Quốc, nhưng mà điều đó rất là vô lý, cũng giống như là một cái bức ảnh đang được truyền đi. Nhưng khi em nhìn thấy, con nhìn thấy thì thấy hoàn toàn không phải là Phúc. Thì cô có thể chia sẻ về điều này, về gia đình cho mọi người biết được không ạ? Dạ vâng, thì mình xin nói là gia đình mình là người Việt. Và cái tấm ảnh mà mình phổ biến ở trên mạng về cái chàng thanh niên á, là có những cái cử chỉ khiếm nhã đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì mình xin khẳng định rằng là cái đó là không phải là con trai của mình. Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì người mẹ thì không thể nhìn nhầm hình ảnh của con trai người mình được, đúng không ạ? Thứ hai nữa là ngoài việc mà nhìn bằng cái con mắt của người mẹ thì cô có nghĩ rằng là Phúc, con trai mình lại có những hành động như vậy được không? Mình không có bao giờ tin rằng con mình có một cái hành động như thế cả. Mình tin chắc như vậy. Mình tin chắc vào cái đạo đức của Phúc. Là không bao giờ Phúc làm những cái chuyện như vậy. Ngày xưa khi mà thích Phúc thi vào trường luật là do cái đam mê của em hay là do gia đình hướng, hay gia đình mình có ai đó là học làm trong ngành luật để hướng em vào trường luật hả cô? Vâng, khi đó là cái đam mê của em. Đam mê của em muốn vào trường luật. Mọi người, cô có thể chia sẻ cái đam mê của em được không? Em tại sao lại muốn vào trường luật mà không phải các trường khác dễ xin việc hơn? Thì như theo như mình được biết là con mình thích vào trường luật là bởi vì em muốn mang một cái tấm lòng của mình hiểu biết về pháp luật trước tiên, rồi sau đó thì mang cái hiểu biết pháp luật của mình để chia sẻ những cái kiến thức về luật, để mong rằng có thể giúp cho nhiều giúp cho nhiều người có những cái hiểu biết pháp luật, rồi muốn được một cái đất nước này, nói chung là nó một là một luật sư là một luật sư là đem lại cái sự công bằng
cho mọi người. Bản thân con thì đã gặp Phúc mấy lần, và thực sự là mỗi lần gặp Phúc ấy thì con được nghe Phúc nói về những cái kiến thức luật rất là hay, vì bản thân mình cũng không phải là ngành luật. Thực ra khi Phúc nói về luật thì mình cũng có rất nhiều kiến thức, và con nghĩ rằng là những cái việc Phúc đang làm nó rất là đúng, bởi vì bản ở các trường học hay là ngay cả có một cái có những cái trường đại học để dạy luật cho học sinh sinh viên, thì cái việc mà em Phúc bỏ thời gian, bỏ công sức để đi chia sẻ, thế là con nghĩ rằng là những điều đó là rất là bình thường. Cô có thể ngoài cái thông tin mà về gia đình mình cho mọi người hiểu được không, để phủ nhận những cái thông tin mà đang có một nhóm người nào đó đang cố tình đưa sai những thông tin về em để gây một cái sự không đúng trong dư luận. Ở đây thì thôi, con xin phép được nói chuyện với bác của em Phúc đúng không ạ? Bác của em Phúc là đang là người giám hộ cho em. Dạ chào bác ạ, bác có thể nói về thành phần gia đình mình cho mọi người được biết được không, để phủ nhận đi cái việc mà họ đang nói là em Phúc là người Trung Quốc ạ? Vâng, tôi xin chào tất cả mọi người. Cái điều đầu tiên thì tôi nói gia đình tôi là gia đình người Việt Nam, quê hương của tôi là ở Tiền Giang, và ba tôi năm 1940 là bộ đội thủ Kho Hưng. À, bộ đội thủ Kho Hưng. Và gia đình tôi là một gia đình giàu có. Dạ. Ba tôi từ bỏ gia đình để đi tham gia cách mạng. Trong suốt cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đến năm 1954, ba tôi ở trong trung đoàn 308. Đến năm 1954, thay vì được lệnh đi tập kết, thì ba tôi lại được một cái lệnh ở lại miền Nam, nhận một nhiệm vụ mới giữa hai miền Nam Bắc. Và tất cả những cái đó chúng tôi không hề biết. Đến sau ngày giải phóng, các chú ở tập kết miền Bắc về gặp, nói với ba tôi một cái câu mà tôi rất ấn tượng, nhưng tôi không hiểu. Cho đến khi tôi làm ở Bảo tàng Cách mạng thì tôi mới hiểu được cái câu đó như thế này: vào Sài Gòn, tụi mày ráng kiếm cho được thằng Hai Võ, cho tao gửi lời thăm ba Dũng. Tôi không biết ba Dũng là ai hết, bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ, 18 tuổi thôi. Nhưng khi tôi đi làm ở Bảo tàng Cách mạng, tôi làm nghiên cứu, tôi làm thuyết minh, tôi hiểu lịch sử và tôi biết ba Dũng là ai. Thì ba tôi làm cái gì chúng tôi không, hoàn toàn không biết đâu. Đến ngày giải phóng chúng tôi mới biết là do các chú nói. Và tôi rất là tò mò, vì tôi làm cách mạng mà, làm bảo tàng cách mạng mà, tôi tò mò vô cùng. Tôi mới hỏi ba tôi tại làm sao mà trong cái thời kỳ miền Nam không được, nghĩa là hạn chế kết nạp đảng, mà ba được kết nạp đảng. Ba nói con nghe coi. Thì ba tôi cười, ba tôi chỉ nói như thế này thôi: nhận nhiệm vụ đặc biệt thì kích nạp đặc biệt, đơn giản thôi. Thế thì thế sau đó rồi tôi mới suy nghĩ, tôi suy nghĩ mãi và tôi mới nhớ ở đây sớm này ai cũng xài đèn điện hết, nhà tôi xài đèn dầu, không có tivi, nhưng mà lại có một cái radio giống như cái radio Cùi Bắp á. Cứ mỗi tối ba tôi chỉ nghe một cái tin một chút thôi rồi ba tôi tắt. Đây là tiếng nói Việt Nam, một đoạn thôi rồi ba tôi tắt, và chúng tôi không biết gì hết. Nhưng là một người làm lịch sử, tôi hiểu điều đó sau ngày giải phóng. Và khi đó tôi mới hỏi ba tôi nhiều lắm, nhưng mà ba tôi nói không là không, và cụ không hề nói cái gì cho đến ngày cụ mất. Các chú nói với tôi như thế này: khi mà tôi là kỷ niệm 10 năm giải phóng thống nhất đất nước ở Bảo tàng Cách mạng, các chú gặp và nói tôi như thế này: ba con khỏe không? Ba con gàn quá à? Muốn con được một cái chính sách chế độ ưu đãi, thế mà ba con không chịu làm một cái báo công gì hết trơn trọi á. Đó tại sao? Đó, ba con nói hoài, ba con cũng không chịu nghe đâu. Cái ba con nói thôi thì cái tính của ba con nó gàn mà. Nhưng mà con phải nhớ rằng, con phải rất tự hào về ba con. Các chú ở đây cũng rất tự hào về ba con, một chiến sĩ kiên trinh. Nếu ba con không là chiến sĩ kiên trinh, tất cả đều vô khám. Dạ, vậy thì theo như những đó là các chú nói, bác chia sẻ, thì rõ ràng gia đình mình là gia đình cách mạng đúng không ạ? Có truyền thống cách mạng, và ông ngoại của Phúc đã là người phục vụ trong kháng chiến chống Pháp và hy sinh rất nhiều, và thậm chí là nhận những cả và ba tôi đi tù nữa. Đi tù mà không hề khai báo, và thậm chí là hy sinh cả cái công việc của mình, không để cho ai biết đúng không ạ? Rất là âm thầm. Trước tiên Hồng Thế Hoàng xin được nhắc lại về cái thông tin mà bây giờ rất nhiều người
đang chia sẻ là gia đình em Phúc là gia đình người Trung Quốc. Chúng ta vừa nghe mẹ và bác nói rồi đó, hoàn toàn là gia đình thuần Việt, gốc bác người Việt. Thậm chí ông ngoại của Phúc là gia đình cách mạng, ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ từ năm 1944, đã 40 và đã phải vào tù. Rồi trong cả một quá trình chiến đấu đến tận đến khi chết, ông ngoại của Phúc vẫn âm thầm chịu đựng và hy sinh, đến cả cái công việc của mình cũng không có ai biết cả, một công việc rất là thầm lặng. Thế thì một gia đình như vậy, một cái gia đình có truyền thống cách mạng như vậy, thì không bao giờ có cái việc mà Phúc lại dùng cái hình ảnh của mình để đạp lên chân của đạp trên cái bức ảnh của Hồ Chí Minh. Đó là điều hoàn toàn vô lý. Chúng ta khi chúng ta nhìn nhận một vấn đề, chúng ta phải tôn trọng sự thật, dù có yêu hay có ghét, nhưng cái việc mà truyền thông của báo chính thống và có các nguồn dư luận khác đang nói rằng em Phúc có những hành động như thế và xuyên tạc về cái nguồn gốc gia đình Phúc là hoàn toàn sai sự thật. Ở đây hôm nay chúng ta khẳng định lại lần nữa nhé, qua cái câu chuyện của mẹ và bác của em Phúc vừa chia sẻ, và chúng ta cũng sẽ hỏi thêm về một số cái vấn đề việc học tập của Phúc ở trong trường. Bây giờ thì cô có thể chia sẻ, khi nãy con cũng hỏi mẹ của Phúc là cái việc mà Phúc học của trường đại học luật ý ạ, thì khi mà Phúc học đại học luật thì gia đình có hướng em hay là có mong mỏi, hay là em có chia sẻ gì về cái suy nghĩ của em khi học trường luật, cô có thể chia sẻ được không ạ? Cái lúc còn nhỏ đó thì Phúc rất thích làm thanh tra cảnh sát. Nhưng sau khi Phúc đi vào cấp 3 đó thì Phúc lại thích học luật và đam mê cái đó. Sau này Phúc học đến năm thứ 2, tôi mới hỏi Phúc, con có chọn sai đường con đi không? Con có hối hận cái việc con đi không? Học gì mà nó tùm lum hết, do xuyên tâm điên, cái môn nào cũng học hết, nó mệt mỏi quá, đâu phải chỉ có học luật thôi. Thì Phúc trả lời với tôi rằng đã chọn là không sai lầm. Thế tôi mới nói, thế tại sao con thích học luật? Thế năm không thấy cái biểu tượng của hình ngành luật hay sao mà nó hỏi con nhiều vậy? Ha, không hỏi nữa. Thế thì tôi đã hiểu cháu, bởi vì tôi là người giám hộ cháu. Mẹ cháu đi làm, tôi ở nhà với cháu nhiều hơn, mặc dù tôi cũng đi làm, nhưng mà tôi làm một thời gian ở bảo tàng cách mạng rồi tôi nghỉ. Và tôi ở nhà với cháu nhiều. Cho nên thật sự mà nói là cháu thương mẹ cháu, nhưng mà là cháu thích gần tôi. Và em Phúc học rất giỏi đúng không ạ? Phúc nói là rất giỏi thì điều đó tôi không khẳng định. Em và con thì không khẳng định được, bởi vì được chọn là một trong 800 bạn trẻ như trong thế này đấy thì như thế này rằng. mình phải nói rõ như thế này để không rồi sau này nó có những cái sự hiểu lầm. Dạ. Phúc theo cái bảng thang điểm tôi đọc thì chỉ là học sinh trung bình khá. Nhưng cái đó là học của nhà trường. Còn học về tư duy sáng tạo của Phúc ở bên ngoài, Phúc học rất giỏi. Dạ. Học về luật học trên online của trường đại học Harvard. Học những kỹ năng đàm phán trong ngành luật, học những kỹ năng đàm phán trong kinh doanh. Dạ. Học trong kỹ năng đàm phán về ngoại giao, tất cả cái đó ở lãnh sứ quán Hoa Kỳ. Dạ. Và ở một số tổ chức như Viện Châu Á. Dạ. Rồi ở nhà võ thanh niên và rất nhiều các trường mà liên kết với nước ngoài. Dạ. Mà Phúc đã có bằng, mà Phúc đã ghi ở trong cái lý lịch trích ngang. Thì tôi không nói. Nghĩa là tư duy của Phúc học rất giỏi bên ngoài. Còn trong nhà trường học thì tôi nói thật, trong thang điểm chỉ có trung bình, trung vùng khá. Có những môn Phúc bệnh không học, không thi được thì phải thi là thi xin thi. Rồi có những môn Phúc muốn cải thiện điểm, Phúc xin thi thêm. Cho nên nói Phúc học giỏi trong trường đại học luật thì cái điều đó thì tôi phải khẳng định lại. Vì đó là trường đại học, học trong nhà trường theo cái giáo trình của nhà trường. Còn cái tư duy phát triển, cái kỹ năng sáng tạo của Phúc thì tôi khẳng định Phúc học giỏi. Và có nhiều cái mới lắm mà tôi nói thật, tôi không theo kịp. Tranh luận về luật, tranh luận về sử học, nói chung tranh luận về mọi việc, tôi nói thật, một hồi tôi nói thôi, bỏ tay con rồi, năm không nói được đâu. Cái gì con cũng hỏi tại sao, để con tự giải thích đi. Đấy là như vậy. Nhưng mà ngoài cái việc học của nhà trường thì cái thang điểm nó không thể hiện điều gì hết. Nhưng mà thực sự Phúc theo học rất nhiều các khóa học ở bên ngoài, và các khóa học đều là do tổ chức quốc tế tổ chức chứ không phải là trong Việt Nam, mà thậm chí đều hoàn thành theo một cái gọi là thang điểm xuất sắc. Nhưng mà có một điều mà con rất là ngạc nhiên, mà khi mới biết về Phúc hoàn toàn không biết, tất cả những lần đầu tiên gặp Phúc hoàn toàn không biết điều đó, mà lại
nghĩ là Phúc hoàn toàn bình thường như rất nhiều thanh niên khác, nhưng mà ai ngờ rằng lại là một trong 800 bạn trẻ được đích danh cựu Tổng thống Obama chọn vào để trong cái nhóm sáng tạo trẻ Đông Nam Á. Mọi người nghe nhé, một người như Phúc đã được đích thân cựu Tổng thống Obama chọn vào thì đương nhiên không phải là một người có kiến thức bình thường, mà em rất giỏi trong tất cả những cái kiến thức mà em đã được học qua các tổ chức quốc tế họ đào tạo. Khi mà con Phúc bị bắt như vậy á, mà lại bị bắt về điều 88, thì cô có thể chia sẻ cái cảm xúc của cô có ngạc nhiên hoặc là cô có thấy có điều gì đó vô lý trong cái việc bắt bớ này không cô? Thì khi mình nhận được cái thông báo đó thì thật sự thì mình cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì mình thấy con mình từ trước đến giờ là cháu đi làm từ thiện, rồi cháu tham gia các tổ chức phi lợi nhuận để mục đích là giúp đỡ cho cái dân tộc Việt Nam để phát triển về cái tổ chức mà phi chính phủ này hoặc là tổ chức phi lợi nhuận, thì nó nhằm cái mục đích là nó có nhiều cái lĩnh vực lắm, về y tế, giáo dục, rồi về văn hóa, về thể dục thể thao, vân vân và rất là nhiều. Thì là một cái tổ chức là nó phát triển cho sự phát triển của toàn cầu, mà nhất là đối với Việt Nam. Thì cháu tham gia cái tổ chức đó nhằm mục đích là giúp đỡ một phần nào đó, đóng góp một cái phần nào đó công sức của mình cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cho nhân dân Việt Nam nói chung. Rồi cháu cũng có tham gia cái, như mình đã nói là cháu làm một cái thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama, là cháu muốn chia sẻ một cái gì đó giúp cho đồng bào miền Trung cải thiện được cái môi trường chính sạch để mà đồng bào miền Trung có thể sinh cơ lập nghiệp, để có thể được an sinh cái cuộc sống của mình ở nơi đó. Đó, đó thì Phúc làm những cái điều đó thì xuất phát từ cái tình thương, từ cái tấm lòng, từ trái tim của mình là muốn phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đó, đem hết cái tuổi trẻ của mình, cái sức học của mình được học được học để trau dồi cái kiến thức đó, để học rồi để đem những cái kiến thức của mình để có để mà phục vụ cho tổ quốc, cho nhân dân. Rồi Phúc đi làm từ thiện ở miền Trung, Phúc đi cứu trợ ở ngoài đó bằng cả cái tấm lòng của mình. Nếu như mọi người biết về em Trần Hoàng Phúc thì mọi người đều biết rằng là ngoài những cái việc mà em đi chia sẻ những cái kiến thức về pháp luật cơ bản để cho nhiều thanh niên trẻ biết, bởi vì chúng ta đều biết hiện tại trong giới trẻ các bạn ấy thường quan tâm nhiều các vấn đề đi xem phim, cà phê, nhậu nhẹt hoặc là những cái vấn đề khác mà rất ít các bạn trẻ quan tâm đến các lĩnh vực về pháp luật, thậm chí rất thiếu hụt về kiến thức về pháp luật. Khi mà ra ngoài đường gặp những sự cố gì thì họ hoàn toàn không hiểu. Và Phúc đang làm những cái việc mà đáng nhẽ những việc đó phải từ của nhà trường, của các giáo sư tiến sĩ hay của các giáo viên, nhưng em đã làm những việc đó hoàn toàn bỏ công bỏ sức của mình ra, là chia sẻ những kiến thức về pháp luật cho rất nhiều người bạn trẻ hiểu. Và Hồng Thế Hoàng xin được nhắc lại, đó là về Công ước Quốc tế về Nhân quyền, đó là quyền con người. Em cũng đi chia sẻ cho mọi người biết về cái quyền của mình, để mọi người có thể tự lên tiếng về bản thân mình cho nhiều người biết, và có thể góp phần cống hiến cái công sức của mình cho xây dựng đất nước và xã hội này. Tuy nhiên thì tất cả những hành động của em đó đối với bản thân Hồng Thế Hoàng thì hoàn toàn không có vi phạm gì pháp luật hết, vì Hồng Thế Hoàng cũng gặp em Phúc rất là nhiều lần rồi, chưa từng bao giờ Phúc nói về những cái vấn đề chính trị cao siêu cả, mà Phúc chỉ nói về vấn đề về pháp luật, về quyền con người, đi chia sẻ và giúp đỡ điều đó. Thậm chí em là người rất sợ độ cao, cũng gần như không biết đi xe máy, rất sợ độ cao, rất sợ nước, không biết đi xe máy, nhưng có thể đi bộ hàng chục cây số để đến những nơi người nghèo còn giúp đỡ, để giúp đỡ cho những người nghèo đó, đi miền Trung, đi đến rất nhiều nơi. Một người mà về sức khỏe rất là yếu đuối, nhưng lại không quản ngại con đường xa, không quản ngại vấn đề sức khỏe của mình, mà đem đến cái tâm huyết của mình cho những người nghèo, cho những người cần đến mình. Thì bản thân Hồng Thế Hoàng nghĩ rằng là em Phúc là một nhân tố, là một lãnh đạo tương lai, thì không hiểu lý do gì mà chính quyền họ lại bắt em và quy cho em vào điều 88. Hồng Thế Hoàng, con xin được hỏi cô thêm một chút về bác của Phúc. Vấn đề mà bắt cô, con thấy cô rất là hiểu biết về pháp luật, thì vấn đề bắt vì điều 88 đối với cô là có rất bất ngờ và có điều gì vô lý trong cái việc như này không cô? Tôi thì thực sự mà nói về cái điều 88 thì tôi cũng không rành lắm, cũng không rõ lắm. Dạ. Tại vì nó nói một cách chung chung tôi cũng không hiểu. Dạ. Nhưng mà đối với cái sự việc của cháu tôi làm á, thì tôi thấy như thế này, cháu làm á, những cái việc đó thì tôi thấy chẳng có cái gì vi phạm gọi là chống đối hay chống phá gì đảng và nhà nước hết. Dạ.
Vì chính bản thân tôi cũng hướng cháu một cái điều, làm một cái gì đó con phải tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng con. Con là người Việt Nam, sống đất nước Việt Nam này, con phải tôn trọng pháp luật, thì cái đó đầu tiên người ta mới tin con được. Con vi phạm những cái đó thì con là luật sư để làm gì, cũng học ngành luật để làm gì. Và cháu thấm nhuần cái tư tưởng đó. Cháu theo trong từ trước tới giờ tôi chưa thấy cháu có cái biểu hiện đó, và tôi cũng khẳng định là cháu sẽ không làm điều đó, vì cháu học luật, cháu hiểu mình là cái gì, rồi cái gia đình nữa. Cháu tự hào về ông cháu, thì cháu cũng phải biết rèn luyện bản thân mình. Với một điều nữa là tôi nói là ở đây nói thêm với Hồng, với bạn, tức là bạn nói Phúc là sức khỏe như thế thì đúng. Phúc bị viêm gan siêu vi C, có bông viêm gan C, viêm gan siêu vi C trị ổn định rồi. Nhưng bác sĩ nói nếu mà trong cái hoàn cảnh mà không thiếu thốn đủ thứ, mà ăn uống rồi sinh hoạt các cái không tốt thì con virus cho nó phát triển. Mà lúc bây giờ nó phát triển như thế thì khó có lòng mà điều trị lắm. Tôi và mẹ cháu rất là lo, lo buồn lắm. Tôi lo một, mẹ cháu đẻ cháu ra bánh da xẻ thịt, mẹ cháu đau 10 lần lận. Cho nên con bây giờ nó như vậy, nó như vậy mà mình không gặp được nó, không nắm được cái bàn tay của nó, không cảm nhận được cái sức khỏe của nó ra sao. Chính bản thân tôi cũng thế, đau lắm, đau vì nhớ nó, đau vì lo cho sức khỏe của nó thôi. Đó, cho nên là tôi thấy những cái việc mà cháu làm như vậy thì gia đình rất tôn trọng, tôi không hiểu, tôi không hiểu như thế nào. Cho nên nó là cái mong mỏi của tôi cũng như mẹ cháu đối với cái các cấp cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền. Vì tôi học mà, tôi học thì tôi hiểu là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một nước Việt Nam công bằng, văn minh và có tính nhân bản. Thì tôi mong rằng những gì tôi học được, những gì tôi hấp thu được trong 42 năm tôi sống ở một cái nước mà gọi là thống nhất Việt Nam, thể hiện cho tôi thấy đi. Thể hiện cho tôi thấy, để tôi thấy rằng cái tình mẫu tử, cái tình thâm mẫu tử đó nó gặp nhau, thì lúc bây giờ nó thuyết phục tôi nhiều hơn. Cảm ơn bác rất nhiều. Cô ơi, cái cảm xúc vừa rồi con cũng là một người mẹ, và con cũng không nghĩ rằng nếu như một lúc nào đó mà con phải cách xa con thì con không chịu đổi, thì chắc bây giờ cô cũng vậy, cô rất là đau lòng đúng không, mà nhất là không được gặp con mình. Thì cô có cái mong muốn nào gửi đến bên chính quyền nơi mà đang giam giữ em để cô cứ chia sẻ lên đây được không ạ? Dạ vâng, thì cái mong mỏi của mình là mình chỉ muốn mong muốn được gặp con mình. Dạ. Mong muốn được gặp con mình thôi. Dạ. Được nắm tay cháu. Dạ. Được cảm nhận được. Hiện tại thì có được gia đình có được gửi đồ thuốc có thứ vào cho em không? Dạ thì trong cái đợt trước, thì tuần trước thì mình có gửi một ít quần áo và một ít thực phẩm. Dạ. Chỉ gửi thôi, nhưng mà mình chưa được nhận được cái thông báo. Dạ. Từ cháu Trần Hoàng Phúc viết ra là đã nhận được quà của mẹ. Thì nhưng mà nếu như mà ở trong đó mà em không có thuốc thì liệu là sức khỏe của em có sao không? Bởi vì như vậy em bệnh rất nhiều mà không có thuốc thì chắc là sẽ rất là không ổn đúng không ạ? Dạ không, thì gia đình thì bác sĩ gia đình đã trước đó đã điều trị cho cháu rồi, là cái con virus siêu vi gan C đó nó được chặn đứng rồi. Dạ. Nó được chặn đứng rồi, nó không phát triển nữa. Dạ. Nhưng mà mình thì chỉ lo ngại là ở trong cái trại tạm giam đó với cái điều kiện sinh hoạt như thế thì không biết rằng là cái con virus đó nó có phát triển lên hay không, thì cái đó mình cũng không được biết. Cho nên cái điều mong mỏi của mình là mình mong muốn được gặp con mình đó, để hỏi xem như tình trạng sức khỏe của cháu như thế nào đó, là mình mong muốn được gặp. Cô cũng là giáo viên đúng không ạ? Cô dạy môn gì hả cô? Dạ, mình dạy môn văn ạ. Cô dạy môn văn, và con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúng ta đã nghe tâm sự của bác và bác của Phúc và mẹ của Phúc rồi đấy. Với tấm lòng, với tình yêu thương của một người mẹ và một người bác, điều đầu tiên họ muốn và điều duy nhất họ muốn lúc này đó là muốn được gặp con trai mình, gặp cháu mình, được cầm bàn tay của Phúc và được nhìn thấy Phúc một cách khỏe mạnh và bình yên. Đó là tất cả những cái gì một người mẹ có thể dành cho con mình. Những việc Phúc làm thì như chia sẻ thì gia đình hoàn toàn chỉ biết một phần rất nhỏ, và biết rằng là những việc em làm không có sai, vì em hoàn toàn chưa bao giờ đăng bất kỳ một bài viết nào trên Facebook mang tính chất sỉ nhục, bôi nhọ
nhà vu khống, trừ bới ai cả. Tất cả những bài viết của em hoàn toàn mang tính chất về kiến thức. Thậm chí em còn rất tự hào về ông ngoại của mình, một chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến của cả chống Pháp và chống Mỹ. Với một người có cái tinh thần gia đình cách mạng như vậy, với truyền thống của gia đình như vậy thì không có lý do gì những việc Phúc làm lại sai trái được. Những việc Phúc làm hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật, của hiến pháp và đúng theo công ước quốc tế nhân quyền. Việc mà em Phúc bị bắt bớ bây giờ là một câu hỏi rất là lớn. Tại sao chính quyền lại bắt Phúc khi mà không thể đưa ra một cái chứng minh rõ ràng là em đã làm cái gì sai. Rất mong được sự quan tâm của cộng đồng, rất mong chúng ta cùng lên tiếng cho một thanh niên trẻ có một cái kiến thức và có một cái lòng ham muốn học hỏi rất là lớn, có một cái nguyện vọng có thể góp phần cái sức lực của mình để xây dựng và để phục vụ đất nước này. Một người lãnh đạo trẻ trong tương lai, chắc chắn chúng ta ai cũng là một người lãnh đạo của chính đất nước chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không thể thờ ơ trước những cái điều vô lý và bất công của xã hội được. Hãy cùng lên tiếng giúp cho em Phúc nhé. Và việc trước tiên hãy mong muốn nhà chính quyền nơi đang giam giữ em Phúc để cho mẹ em được gặp em, vì sức khỏe của em cũng không phải là tốt lắm. Cái tình mẫu tử rất là lớn lao và cô có thể làm mọi thứ để được gặp con mình dù chỉ một lần thôi. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta cùng chia sẻ nhé, cùng lên tiếng cho em Phúc nhé. Một lời cuối cùng trước khi kết thúc thì cô có thể, bác có thể nói gì cho người cảm xúc của mình? Xem như thì đầu tiên á, thì trước tiên á, thì tôi cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã nhận xét về Phúc, dù đúng hay sai, dù thế nào đi nữa tôi cũng xin nhận hết, không có một ý kiến gì hết. Đó là lời cảm ơn của tôi chân thành nhất. Còn nói về cái tình cảm của tôi đối với cháu tôi thì rất là cao. Và tôi rất tự hào về cháu, bởi vì cháu sống rất lành mạnh, rất yêu thương mọi người và rất là có hiếu với mẹ mình. Đó là điều tôi tự hào về cháu. Và tôi cũng rất là mong cháu sau này trở thành một người hữu dụng. Cháu học luật, cháu sẽ đem cái kiến thức luật, đem tất cả những gì sự hiểu biết của cháu phục vụ cho đất nước. Dù phục vụ đó không đem lại cho mình một cái gì, bởi cháu đã tham gia tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ để giúp cho đồng bào, đem tiền của mình. Cháu đâu có đi biết đi xe đâu, cháu đi bộ, đi bộ rồi đi lăn lội, đi từ quận này qua quận nọ, rồi đi ra Hà Tĩnh, đi về miền Tây, cháu vẫn cứ đi bộ, lủi thủi đi bộ. Đó là tôi nói về cháu tôi, bởi vì tôi gần cháu, tôi yêu cháu. Ai cũng vậy hết, chứ không riêng gì tôi, bởi vì tôi là người không có gia đình. Cháu ở với tôi chút nhỏ, cho nên cái tình thương của tôi cho cháu không khác gì một người mẹ đâu. Đấy, tôi muốn nói cho nên những ai có con, những ai đã từng là mẹ và đã có con phải hiểu điều này, phải hiểu điều này. Sự trăn trở, sự lo âu, sự mong mỏi xa con mình mà ở trong cái hoàn cảnh này. Trước khi tạm biệt mọi người thì cô có chia sẻ một chút là cô cứ chia sẻ một chút cái tình cảm của người mẹ để cho mọi người cùng chia sẻ với cô. Nói chung là mình rất là, nói chung là ai cũng biết người mẹ nào cũng thương con, thương con và mình tôn trọng cái ý kiến của con. Vì cháu là lớn rồi nên mình tôn trọng ý kiến của con, nên mình rất là thương con. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Mọi người, xin nhắc lại cái lời của cô nói là rất là tôn trọng ý kiến của Phúc. Và gia đình có một mong mỏi duy nhất là được gặp con mình và cầm bàn tay con mình. Vậy nhé, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người có thể xem lại cái livestream này để biết sự thật về những cái điều mà họ đang tuyên truyền trên mạng xã hội về em Phúc hoàn toàn không chính xác. Khi chúng ta trực tiếp được nghe mẹ và bác của em nói về em, về những cái bức ảnh, về những cái thông tin không đúng. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Những cái bức ảnh về những cái thông tin không đúng. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Cháu tự hào về ông cháu, thì cháu cũng phải biết rèn luyện bản thân mình. Với một điều nữa là tôi nói là ở đây nói thêm với Hồng, với bạn, tức là bạn nói Phúc là sức khỏe như thế thì đúng. Phúc bị viêm gan CVC, có bông virus C, viêm gan CVC trị ổn định rồi. Nhưng bác sĩ nói nếu mà trong cái hoàn cảnh mà không thiếu thốn đủ thứ, mà ăn uống rồi sinh hoạt các cái không tốt thì
con virus cho nó phát triển. Mà lúc bây giờ nó phát triển như thế thì khó có lòng mà điều trị lắm. Tôi và mẹ cháu rất là lo, lo buồn lắm. Tôi lo một, mẹ cháu đẻ cháu ra bánh da xẻ thịt, mẹ cháu đau 10 lần lận. Cho nên con bây giờ nó như vậy, nó như vậy mà mình không gặp được nó, không nắm được cái bàn tay của nó, không cảm nhận được cái sức khỏe của nó ra sao. Chính bản thân tôi cũng thế, đau lắm. Đau vì nhớ nó, đau vì lo cho sức khỏe của nó thôi. Đó, cho nên là tôi thấy những cái việc mà cháu làm như vậy thì gia đình rất tôn trọng. Tôi không hiểu, tôi không hiểu như thế nào. Cho nên đó là cái mong mỏi của tôi cũng như mẹ cháu đối với cái các cấp cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền. Vì tôi học mà, tôi học thì tôi hiểu là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một nước Việt Nam công bằng, văn minh và có tính nhân bản. Thì tôi mong rằng những gì tôi học được, những gì tôi hấp thu được trong 42 năm tôi sống ở một cái nước mà gọi là thống nhất Việt Nam, thể hiện cho tôi thấy đi. Thể hiện cho tôi thấy, để tôi thấy rằng cái tình mẫu tử, cái tình thâm mẫu tử đó nó gặp nhau, thì lúc bây giờ nó thuyết phục tôi nhiều hơn. Cảm ơn bác rất nhiều. Cô ơi, cái cảm xúc vừa rồi con cũng là một người mẹ. Và con cũng không nghĩ rằng nếu như một lúc nào đó mà con phải cách xa con thì con không chịu nổi, thì chắc bây giờ cô cũng vậy. Cô rất là đau lòng đúng không? Mà nhất là không được gặp con mình. Thì cô có cái mong muốn nào gửi đến bên chính quyền nơi mà đang giam giữ em để cô cứ chia sẻ lên đây được không ạ? Dạ vâng. Thì cái mong mỏi của mình là mình chỉ muốn mong muốn được gặp con mình. Dạ. Mong muốn được gặp con mình thôi. Dạ. Được nắm tay cháu. Dạ. Được cảm nhận được. Hiện tại thì có được gia đình có được gửi đồ thuốc có thứ vào cho em không? Dạ, thì trong cái đợt trước, thì tuần trước thì mình có gửi một ít quần áo và một ít thực phẩm. Chỉ gửi thôi, nhưng mà mình chưa được nhận được cái thông báo từ cháu Trần Hoàng Phúc. Viết ra là đã nhận được quà của mẹ thì. Nhưng mà nếu như mà ở trong đó mà em không có thuốc thì liệu là sức khỏe của em có sao không? Bởi vì như bệnh em bệnh rất nhiều mà không có thuốc thì chắc là sẽ rất là không ổn đúng không ạ? Dạ không, thì gia đình, thì bác sĩ gia đình đã trước đó đã điều trị cho cháu rồi, là cái con virus siêu vi gan C đó nó được chặn đứng rồi. Dạ. Nó được chặn đứng rồi, nó không phát triển nữa. Dạ. Nhưng mà mình thì chỉ lo ngại là ở trong cái trại tạm giam đó với cái điều kiện sinh hoạt như thế. Dạ. Thì không biết rằng là cái con virus đó. Dạ. Nó có phát triển lên hay không thì cái đó mình cũng không được biết. Dạ. Cho nên cái điều mong mỏi của mình là mình mong muốn được gặp con mình. Dạ. Đó, để hỏi. Dạ. Xem như tình trạng sức khỏe của cháu như thế nào. Đó, là mình mong muốn được gặp. Vâng. Cô cũng là giáo viên đúng không ạ? Cô dạy môn gì hả cô? Dạ, mình dạy môn văn ạ. Dạ, cô dạy môn văn. Vâng, con cảm ơn cô rất là nhiều. Rất là nhiều. Chúng ta đã nghe tâm sự của bác và bác của Phúc và mẹ của Phúc rồi đấy. Với tấm lòng, với tình yêu thương của một người mẹ và một người bác, việc điều đầu tiên họ muốn và điều duy nhất họ muốn lúc này đó là muốn được gặp con trai mình, gặp cháu mình, được cầm bàn tay của Phúc và được nhìn thấy Phúc một cách khỏe mạnh và bình yên. Đó là tất cả những cái gì một người mẹ có thể dành cho con mình. Những việc Phúc làm thì như chia sẻ thì gia đình hoàn toàn chỉ biết một phần rất nhỏ và biết rằng là những việc em làm không có sai, vì em hoàn toàn chưa bao giờ đăng bất kỳ một bài viết nào trên Facebook mang tính chất sỉ nhục, bôi nhọ, nhà vu khống, chửi bới ai cả. Tất cả những bài viết của em hoàn toàn mang tính chất về kiến thức. Thậm chí em còn rất tự hào về ông ngoại của mình, một chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến của cả chống Pháp và chống Mỹ. Với một người có cái tinh thần gia đình cách mạng như vậy, với truyền thống của gia đình như vậy, thì không có lý do gì những việc Phúc làm lại sai trái được. Những việc Phúc làm hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật, của hiến pháp và đúng theo công ước quốc tế nhân quyền. Việc mà em Phúc bị bắt bớ bây giờ là một câu hỏi rất là lớn. Tại sao chính quyền lại bắt Phúc khi mà không thể đưa ra một cái chứng minh rõ ràng là em đã làm cái gì sai. Rất mong được sự quan tâm của cộng đồng, rất mong chúng ta cùng lên tiếng cho một thanh niên trẻ. Bản thân con thì đã gặp Phúc mấy lần và thực sự là mỗi lần gặp Phúc ấy thì con được nghe Phúc nói về những cái kiến thức luật rất là hay, vì bản thân mình cũng không phải là ngành luật.
Thực ra khi Phúc nói về luật thì mình cũng có rất nhiều kiến thức, và con nghĩ rằng là những cái việc Phúc đang làm nó rất là đúng, bởi vì bản ở các trường học hay là ngay cả có một cái có những cái trường đại học để dạy luật cho học sinh sinh viên, thì cái việc mà em Phúc bỏ thời gian, bỏ công sức để đi chia sẻ, thế là con nghĩ rằng là những điều đó là rất là bình thường. Cô có thể ngoài cái thông tin mà về gia đình mình cho mọi người hiểu được không, để phủ nhận những cái thông tin mà đang có một nhóm người nào đó đang cố tình đưa sai những thông tin về em để gây một cái sự không đúng trong dư luận. Ở đây thì thôi, con xin phép được nói chuyện với bác của em Phúc, đúng không ạ? Bác của em Phúc là đang là người giám hộ cho em. Dạ chào bác ạ, bác có thể nói về thành phần gia đình mình cho mọi người được biết được không, để phủ nhận đi cái việc mà họ đang nói là em Phúc là người Trung Quốc ạ? Vâng, tôi xin chào tất cả mọi người. Cái điều đầu tiên thì tôi nói gia đình tôi là gia đình người Việt Nam. Quê hương của tôi là ở Tiền Giang. Và ba tôi năm 1940 là bộ đội thủ Kho Hưng. À, bộ đội thủ Kho Hưng. Và gia đình tôi là một gia đình giàu có. Dạ. Ba tôi từ bỏ gia đình để đi tham gia cách mạng. Dạ. Trong suốt cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đến năm 1954, ba tôi ở trong trung đoàn 308. Đến năm 1954, thay vì được lệnh đi tập kết, thì ba tôi lại được một cái lệnh ở lại miền Nam. Dạ. Nhận một nhiệm vụ mới giữa hai miền Nam Bắc. Dạ. Và tất cả những cái đó chúng tôi không hề biết. Dạ. Đến sau ngày giải phóng, các chú ở tập kết miền Bắc về. Dạ. Gặp, nói với ba tôi một cái câu mà tôi rất ấn tượng, nhưng tôi không hiểu. Cho đến khi tôi làm ở Bảo tàng Cách mạng thì tôi mới hiểu được. Dạ. Cái câu đó như thế này: vào Sài Gòn, tụi mày ráng kiếm cho được thằng Hai Võ, cho tao gửi lời thăm ba Dũng. Tôi không biết ba Dũng là ai hết, bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ, 18 tuổi thôi. Nhưng khi tôi đi làm ở Bảo tàng Cách mạng, tôi làm nghiên cứu, tôi làm thuyết minh, tôi hiểu lịch sử và tôi biết ba Dũng là ai. Thì ba tôi làm cái gì chúng tôi không, hoàn toàn không biết đâu. Đến ngày giải phóng chúng tôi mới biết là do các chú nói. Và tôi rất là tò mò, vì tôi làm cách mạng mà, làm bảo tàng cách mạng mà, tôi tò mò vô cùng. Tôi mới hỏi ba tôi, tại làm sao mà trong cái thời kỳ miền Nam không được, nghĩa là hạn chế kết nạp đảng, mà ba được kết nạp đảng. Ba nói con nghe coi. Thì ba tôi cười, ba tôi chỉ nói như thế này thôi: nhận nhiệm vụ đặc biệt thì kết nạp đặc biệt, đơn giản thôi. Thế thì thế sau đó rồi tôi mới suy nghĩ. Tôi suy nghĩ mãi và tôi mới nhớ, ở đây sớm này ai cũng xài đèn điện hết. Nhà tôi xài đèn dầu, không có tivi, nhưng mà lại có một cái radio giống như cái radio của Bắc đó. Cứ mỗi tối ba tôi chỉ nghe một cái tin một chút thôi rồi ba tôi tắt. Đây là tiếng nói Việt Nam, một đoạn thôi rồi ba tôi tắt, và chúng tôi không biết gì hết. Nhưng là một người làm lịch sử, tôi hiểu điều đó sau ngày giải phóng. Và khi đó tôi mới hỏi ba tôi nhiều lắm, nhưng mà ba tôi nói không là không. Và cụ không hề nói cái gì cho đến ngày cụ mất. Dạ. Các chú nói với tôi như thế này: khi mà chúng tôi là kỷ niệm 10 năm giải phóng, thống nhất đất nước ở Bảo tàng Cách mạng, các chú gặp và nói tôi như thế này: ba con khỏe không? Ba con gàn quá à? Muốn con được một cái chính sách chế độ ưu đãi, thế mà ba con không chịu làm một cái báo công gì hết trơn trọi á. Đó tại sao? Đó, ba con nói hoài, ba con cũng không chịu nghe đâu. Cái ba con nói thôi thì cái tính của ba con nó gàn mà. Nhưng mà con phải nhớ rằng, con phải rất tự hào về ba con. Các chú ở đây cũng rất tự hào về ba con, một chiến sĩ kiên trinh. Nếu ba con không là chiến sĩ kiên trinh, tất cả đều vô khám. Dạ, vậy thì theo như những đó là các chú nói, bác chia sẻ thì rõ ràng gia đình mình là gia đình cách mạng, đúng không ạ? Ừ. Có truyền thống cách mạng, và ông ngoại của Phúc đã là người phục vụ trong kháng chiến chống Pháp và hy sinh rất nhiều, và thậm chí là nhận những cả và ba tôi đi tù nữa. Dạ. Đi tù mà không hề khai báo, và thậm chí là hy sinh cả cái công việc của mình không để cho ai biết, đúng không ạ? Rất là âm thầm. Trước tiên Hồng Thái Hoàng xin được nhắc lại về cái thông tin mà bây giờ rất nhiều người
đang chia sẻ là gia đình em Phúc là gia đình người Trung Quốc. Chúng ta vừa nghe mẹ và bác nói rồi đó, hoàn toàn là gia đình thuần Việt, gốc bác người Việt. Thậm chí ông ngoại của Phúc là gia đình cách mạng, ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ từ năm 1944, đã 40 và đã phải vào tù rồi trong cả một cái quá trình chiến đấu đến tận đến khi chết, ông ngoại của Phúc vẫn âm thầm chịu đựng và hy sinh, đến cả cái công việc của mình cũng không có ai biết cả, một công việc rất là thầm lặng. Thế thì một gia đình như vậy, một cái gia đình có truyền thống cách mạng như vậy, thì không bao giờ có cái việc mà Phúc lại dùng cái hình ảnh của mình để đạp lên chân của đạp trên cái bức ảnh của Hồ Chí Minh. Đó là điều hoàn toàn vô lý. Chúng ta khi chúng ta nhìn nhận một vấn đề, chúng ta phải tôn trọng sự thật, dù có yêu hay có ghét, nhưng cái việc mà truyền thông của báo chính thống và có các nguồn dư luận khác đang nói rằng em Phúc có những hành động như thế và xuyên tạc về cái nguồn gốc gia đình Phúc là hoàn toàn sai sự thật. Ở đây hôm nay chúng ta khẳng định lại lần nữa nhé, qua cái câu chuyện của mẹ và bác của em Phúc vừa chia sẻ, và chúng ta cũng sẽ hỏi thêm về một số cái vấn đề việc học tập của Phúc ở trong trường. Bây giờ thì cô có thể chia sẻ, khi nãy con cũng hỏi mẹ của Phúc là cái việc mà Phúc học của trường đại học luật ấy ạ, thì khi mà Phúc học đại học luật thì gia đình có hướng em hay là có mong mỏi, hay là em có chia sẻ gì về cái suy nghĩ của em khi học trường luật, cô có thể chia sẻ được không ạ? Cái lúc còn nhỏ đó thì Phúc rất thích làm thanh tra cảnh sát. Nhưng sau khi Phúc đi vào cấp 3 đó thì Phúc lại thích học luật và đam mê cái đó. Sau này Phúc học đến năm thứ 2, tôi mới hỏi Phúc: con có chọn sai đường con đi không? Con có hối hận cái việc con đi không? Học gì mà nó tùm lum hết, do xuyên tâm điên, cái môn nào cũng học hết, nó mệt mỏi quá, đâu phải chỉ có học luật không? Thì Phúc trả lời với tôi rằng đã chọn là không sai lầm. Thế tôi mới nói: thế tại sao con thích học luật? Thế nằm không thấy cái biểu tượng của hình ngành luật hay sao mà nó hỏi con nhiều vậy? Ha, không hỏi nữa. Thế thì tôi đã hiểu cháu, bởi vì tôi là người giám hộ cháu. Mẹ cháu đi làm, tôi ở nhà với cháu nhiều hơn, mặc dù tôi cũng đi làm, nhưng mà tôi làm một thời gian với bảo tàng cách mạng rồi tôi nghỉ. Và tôi ở nhà với cháu nhiều. Cho nên thật sự mà nói là cháu thương mẹ cháu, nhưng mà là cháu thích gần tôi. Và em Phúc học rất giỏi đúng không ạ? Phúc nói là rất giỏi thì điều đó tôi không khẳng định. Em và con thì con khẳng định được, bởi vì được chọn là một trong 800 bạn trẻ như trong thế này đấy. Như thế này mình phải nói rõ như thế này để không rồi sau này nó có những cái sự hiểu lầm. Đã. Phúc theo cái bảng thang điểm tôi đọc thì chỉ là học sinh trung bình khá. Nhưng cái đó là học của nhà trường. Còn học về tư duy sáng tạo của Phúc ở bên ngoài, Phúc học rất giỏi. Học về luật học trên online của trường đại học Harvard. Học những kỹ năng đàm phán trong ngành luật, học những kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, học trong kỹ năng đàm phán về ngoại giao, tất cả cái đó ở lãnh sứ quán Hoa Kỳ và ở một số tổ chức như Viện Châu Á. Rồi ở nhà phó thanh niên và rất nhiều các trường mà liên kết với nước ngoài mà Phúc đã có bằng, mà Phúc đã ghi ở trong cái lý lịch trích ngang. Thì tôi không nói. Nghĩa là tư duy của Phúc học rất giỏi bên ngoài, còn trong nhà trường học thì tôi nói thật, trong thang điểm chỉ có trung bình khá. Có những môn Phúc bệnh không học, không thi được thì phải thi lại, thi xin thi. Rồi có những môn Phúc muốn cải thiện điểm, Phúc xin thi thêm. Cho nên nói Phúc học giỏi trong trường đại học luật thì cái điều đó thì tôi phải khẳng định lại. Vì đó là trường đại học, học trong nhà trường theo cái giáo trình của nhà trường. Còn cái tư duy phát triển, cái kỹ năng sáng tạo của Phúc thì tôi khẳng định Phúc học giỏi. Và có nhiều cái mới lắm mà tôi nói thật, tôi không theo kịp. Tranh luận về luật, tranh luận về sử học, nói chung tranh luận về mọi việc, tôi nói thật, một hồi tôi nói thôi, bỏ tay con rồi, năm không nói được đâu. Cái gì con cũng hỏi tại sao, để con tự giải thích đi. Đấy là như vậy. Nhưng mà ngoài cái việc học của nhà trường thì cái thang điểm nó không thể hiện điều gì hết. Nhưng mà thực sự Phúc theo học rất nhiều các khóa học ở bên ngoài, và các khóa học đều là do tổ chức quốc tế tổ chức chứ không phải là trong Việt Nam, mà thậm chí đều hoàn thành theo một cái gọi là thang điểm xuất sắc. Nhưng mà có một điều mà con rất là ngạc nhiên, mà khi mới biết về Phúc hoàn toàn không biết. Tất cả những lần đầu tiên gặp Phúc hoàn toàn không biết điều đó, mà lại
nghĩ là Phúc hoàn toàn bình thường như rất nhiều thanh niên khác, nhưng mà ai ngờ rằng lại là một trong 800 bạn trẻ được đích danh cựu Tổng thống Obama chọn vào để trong cái nhóm sáng tạo trẻ Đông Nam Á. Mọi người nghe nhé, một người như Phúc đã được đích thân cựu Tổng thống Obama chọn vào thì đương nhiên không phải là một người có kiến thức bình thường, mà em rất giỏi trong tất cả những cái kiến thức mà em đã được học qua các tổ chức quốc tế họ đào tạo. Coi khi mà con mình, khi mà con Phúc bị bắt như vậy á, mà lại bị bắt về điều 88, thì cô có thể chia sẻ cái cảm xúc của cô có ngạc nhiên hoặc là cô có thấy có điều gì đó vô lý trong cái việc bắt bớ này không cô? Thì khi mình nhận được cái thông báo đó thì thật sự thì mình cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì mình thấy con mình từ trước đến giờ là cháu đi làm từ thiện, rồi cháu tham gia các tổ chức phi lợi nhuận để mục đích là giúp đỡ cho cái dân tộc Việt Nam để phát triển về cái tổ chức mà phi chính phủ này hoặc là tổ chức phi lợi nhuận, thì nó nhằm cái mục đích là nó có nhiều cái lĩnh vực lắm, về y tế, giáo dục, rồi về văn hóa, về thể dục thể thao, vân vân, và rất là nhiều. Thì là một cái tổ chức là nó phát triển cho sự phát triển của toàn cầu, mà nhất là đối với Việt Nam. Thì cháu tham gia cái tổ chức đó nhằm mục đích là giúp đỡ một phần nào đó, đóng góp một cái phần nào đó công sức của mình cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cho nhân dân Việt Nam nói chung. Rồi cháu cũng có tham gia cái, như mình đã nói là cháu làm một cái thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama, là cháu muốn chia sẻ một cái gì đó giúp cho đồng bào miền Trung cải thiện được cái môi trường chính sạch, để mà đồng bào miền Trung có thể sinh cơ lập nghiệp, để có thể được an sinh cái cuộc sống của mình ở nơi đó. Đó, đó, thì Phúc làm những cái điều đó thì xuất phát từ cái tình thương, từ cái tấm lòng, từ trái tim của mình là muốn phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đó, đem hết cái tuổi trẻ của mình, cái sức học của mình được học, được học để trau dồi cái kiến thức đó, để học rồi để đem những cái kiến thức của mình để mà phục vụ cho tổ quốc, cho nhân dân. Rồi Phúc đi làm từ thiện ở miền Trung, Phúc đi cứu trợ ở ngoài đó bằng cả cái tấm lòng của mình. Nếu như mọi người biết về em Trần Hoàng Phúc thì mọi người đều biết rằng là ngoài những cái việc mà em đi chia sẻ những cái kiến thức về pháp luật cơ bản để cho nhiều thanh niên trẻ biết, bởi vì chúng ta đều biết hiện tại trong giới trẻ các bạn ấy thường quan tâm nhiều các vấn đề đi xem phim, cà phê, nhậu nhẹt hoặc là những cái vấn đề khác mà rất ít các bạn trẻ quan tâm đến các lĩnh vực về pháp luật, thậm chí rất thiếu hụt về kiến thức về pháp luật. Khi mà ra ngoài đường gặp những sự cố gì thì họ hoàn toàn không hiểu, và Phúc đang làm những cái việc mà đáng nhẽ những việc đó phải từ của nhà trường, của các giáo sư tiến sĩ hay của các giáo viên, nhưng em đã làm những việc đó hoàn toàn bỏ công bỏ sức của mình ra, là chia sẻ những kiến thức về pháp luật cho rất nhiều người bạn trẻ hiểu. Và Hồng Thế Hoàng xin được nhắc lại, đó là về công ước quốc tế về nhân quyền, đó là quyền con người. Em cũng đi chia sẻ cho mọi người biết về cái quyền của mình, để mọi người có thể tự lên tiếng về bản thân mình cho nhiều người biết, và có thể góp phần cống hiến cái công sức của mình cho xây dựng đất nước và xã hội này. Tuy nhiên thì tất cả những hành động của em đó đối với bản thân Hồng Tế Hoàng thì hoàn toàn không có vi phạm gì pháp luật hết, vì Hồng Tế Hoàng cũng gặp em Phúc rất là nhiều lần rồi, chưa từng bao giờ Phúc nói về những cái vấn đề chính trị cao siêu cả, mà Phúc chỉ nói về vấn đề về pháp luật, về quyền con người, đi chia sẻ và giúp đỡ điều đó. Thậm chí em là người rất sợ độ cao, cũng không biết đi xe máy, rất sợ độ cao, rất sợ nước, không biết đi xe máy, nhưng có thể đi bộ hàng chục cây số để đến những nơi người nghèo còn giúp đỡ, để giúp đỡ cho những người nghèo đó, đi miền Trung, đi đến rất nhiều nơi. Một người mà về sức khỏe rất là yếu đuối, nhưng lại không quản ngại con đường xa, không quản ngại vấn đề sức khỏe của mình, mà đem đến cái tâm huyết của mình cho những người nghèo, cho những người cần đến mình. Thì bản thân Hồng Tiếu Hoàng nghĩ rằng là em Phúc là một nhân tố, là một lãnh đạo tương lai, thì không hiểu lý do gì mà chính quyền họ lại bắt em và quy chêm vào điều 88. Hồng Thế Hoàng xin được hỏi cô thêm một chút về bác của Phúc. Vấn đề mà bắt cô, con thấy cô rất là hiểu biết về pháp luật, thì vấn đề bắt điều 88 đối với cô là có rất bất ngờ và có điều gì vô lý trong cái việc như này không cô? Tôi thì thực sự mà nói về cái điều 88 thì tôi cũng không rành lắm, cũng không rõ lắm. Tại vì nó nói một cách chung chung tôi cũng không hiểu. Nhưng mà đối với cái sự việc của cháu tôi làm á, thì tôi thấy như thế này, cháu làm những cái việc đó thì tôi thấy chẳng có cái gì vi phạm gọi là chống đối hay chống phá gì đảng và nhà nước hết.
Vì chính bản thân tôi cũng hướng cháu một cái điều, làm một cái gì đó, con phải tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng con. Con là người Việt Nam, sống đất nước Việt Nam này, con phải tôn trọng pháp luật. Thì cái đó đầu tiên người ta mới tin con được. Con vi phạm những cái đó thì con là luật sư để làm gì, cũng học ngành luật để làm gì. Và cháu thấm nhuần cái tư tưởng đó, cháu theo trong từ trước tới giờ tôi chưa thấy cháu có cái biểu hiện đó, và tôi cũng khẳng định là cháu sẽ không làm điều đó. Vì cháu học luật, cháu hiểu mình là cái gì, rồi cái gia đình. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi, rất ít người đang online. Tuy nhiên thì hôm nay Hồng Thái Hoàng có mặt ở đây, đến đây muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện, một sự thắc mắc về một người mà chúng ta vừa mới biết là em Trần Hoàng Cúc vừa bị bắt về điều 88, sang ngày thứ 12 em bị giam giữ. Nhưng rất ít người biết em về em Trần Hoàng Phúc, và cũng rất ít người biết về gia đình cũng như em Trần Hoàng Phúc là ai. Hiện tại thì Hồng Thái Hoàng thấy trên mạng xã hội truyền thông có rất nhiều những cái thông tin sai lệch về em Trần Hoàng Phúc, cũng giống như một bức ảnh bị truyền đi, nó không chính xác. Để biết sự thật về em Trần Hoàng Phúc và biết được lý do vì sao em Trần Hoàng Phúc bị bắt, hôm nay chúng ta ở đây ngồi với gia đình em, cùng hỏi chuyện với cả mẹ, cả bác, những người mà rất yêu thương em, rất lo lắng cho em, và bây giờ rất mong mỏi được gặp em một ngày để biết về cái tình hình sức khỏe của em, và cũng giống như là muốn biết về, muốn hỏi tại sao em Trần Hoàng Phúc lại bị bắt, trong khi đó tất cả những việc em làm rất là hoàn toàn bình thường, không có vi phạm pháp luật. Trước tiên Hồng Thái Hoàng xin nói cho mọi người nghe về em Trần Hoàng Phúc nhé. Em sinh năm 94, học trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em ước mơ của em là sau này trở thành một luật sư, là một người cầm cán cân công lý để đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng với một sinh viên có những cái tư tưởng đổi mới và có những cái khát vọng để có thể xây dựng cũng như phục vụ đất nước này, em đã nỗ lực rất là nhiều để được chọn là một trong 800 bạn trẻ trong nhóm sáng tạo trẻ Đông Nam Á do chính cựu Tổng thống Obama đập lên. Tuy nhiên thì không hiểu vì lý do gì mà cái ngày mà em được đi gặp Tổng thống Obama thì em lại bị chặn không cho đi, và đến ngày hôm nay bằng tất cả những cái kiến thức, cái trí tuệ và tấm lòng của mình, những việc em đang đi làm là em chia sẻ cái kiến thức pháp luật mà em được học trên nhà trường cho tất cả những bạn trẻ khác, và chia sẻ về quyền con người theo công ước của quốc tế cho những người bạn trẻ mà đang mơ hồ về pháp luật, về cái quyền cơ bản của bản thân mình. Hôm nay để hiểu rõ hơn về em, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với mẹ em nhé. Để trước tiên hiểu em về gia đình, hoàn cảnh xuất thân, học xuất thân của em, và để hiểu hơn cái suy nghĩ cũng như cái con đường đi của em trong suốt quá trình vừa rồi. Đây là mẹ em Trần Hoàng Phúc. Con chào cô. Cô ơi, ở đây cô có thể giới thiệu một chút về mình và về em, trong là con thứ mấy và gia đình mình như thế nào cho mọi người nghe được không ạ? Mình là mẹ của Trần Hoàng Phúc. Thì con mình thì sinh năm 1994. Con cứ nói đi về cái việc học hành của em và gia đình của mình cho mọi người cùng nghe. Vì bây giờ con có nghe thấy nhiều người đang nói trên mạng là gia đình em là người Trung Quốc, nhưng mà điều đó rất là vô lý, cũng giống như là một cái bức ảnh đang được truyền đi. Nhưng khi em nhìn thấy, con nhìn thấy thì thấy hoàn toàn không phải là Phúc, thì cô có thể chia sẻ về điều này về gia đình cho mọi người biết được không ạ? Dạ vâng, thì mình xin nói là gia đình mình là người Việt. Và cái tấm ảnh mà mình phổ biến ở trên mạng về cái chàng thanh niên á, là có những cái cử chỉ khiếm nhã đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì mình xin khẳng định rằng là cái đó là không phải là con trai của mình. Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì người mẹ thì không thể nhìn nhầm hình ảnh của con trai người mình được, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là ngoài việc mà nhìn bằng cái con mắt của người mẹ thì cô có nghĩ rằng là Phúc, con trai mình lại có những hành động như vậy được không? Mình không có bao giờ tin rằng con mình có một cái hành động như thế cả. Mình tin chắc như vậy. Mình tin chắc vào cái đạo đức của Phúc. Là không bao giờ Phúc làm những cái chuyện như vậy. Ngày xưa khi mà thích Phúc thi vào trường luật là do cái đam mê của em hay là do gia đình hướng, hay gia đình mình có ai đó là học làm trong ngành luật để hướng em vào trường luật hả cô? Vâng, khi đó là cái đam mê của em. Đam mê của em muốn vào trường luật. Mọi người, cô có thể chia sẻ cái đam mê của em được không? Em tại sao lại muốn vào trường luật mà không phải các trường khác dễ xin việc hơn? Thì như mình được biết là con mình thích vào trường luật là bởi vì em muốn
mang một cái tấm lòng của mình hiểu biết về pháp luật trước tiên, rồi sau đó thì mang cái hiểu biết pháp luật của mình để chia sẻ những cái kiến thức về luật, để mong rằng có thể giúp cho nhiều giúp cho nhiều người có những cái hiểu biết pháp luật, rồi muốn được một cái đất nước này nói chung là nó là một luật sư là đem lại cái sự công bằng cho mọi người.